Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn cài mod trong game Woobox. Thì trước đây mình cũng đã có hai video hướng dẫn, nhưng mà mình thấy cái nội dung của nó dàn trải giữa hai video và cái nội dung nào nó cũng quan trọng hết á. Cho nên ở video lần này mình sẽ tóm gọn nội dung lại và hướng dẫn cho các bạn chi tiết nhất từng bước, từng bước cách để cài mod trong game Woobox ha. Ở video lần này mình không chỉ là hướng dẫn cho các bạn nào mà chơi game bản quyền trên Steam mà còn hướng dẫn cho các bạn nào chơi rắc luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha. Thì để cho chúng ta cài được mod trong Cubobox á thì chúng ta sẽ phải có ba bước các bạn. Rắc cũng phải ba bước, bản quyền cũng phải ba bước luôn các bạn. Thứ nhất á là chúng ta sẽ phải vào game để mở chế độ mod lên các bạn. Ok ha, mình sẽ làm từng bước. Rồi, sau khi chúng ta vào game thì mình sẽ vào phần cài đặt các bạn. Chúng ta sẽ kéo xuống dưới cùng rồi các bạn thấy phần thử nghiệm thế giới nè Các bạn bật lên nha Như vậy là được rồi nè các bạn Rồi bây giờ chúng ta sẽ thoát game Ok Các bạn nào rắc cũng vậy luôn các bạn Các bạn rắc thì các bạn cũng phải vào game Và các bạn cũng phải mở mục đó lên Ok bây giờ chúng ta sẽ tới bước thứ hai Đó chính là cài đặt phần mềm NCMS các bạn NCMS là một cái phần mềm giúp quản lý những cái mod của chúng ta và nó sẽ chạy trên webbox luôn. Ok ha rồi bây giờ chúng ta sẽ vào thanh tìm kiếm của google nè các bạn gõ từ khóa ncms cho mình các bạn sẽ vào kết quả đầu tiên rồi ha tới cái bước này á thì các bạn nào mà chơi game bản quyền á thì lúc nào game nó cũng là bản cập nhật mới nhất cho nên chúng ta sẽ không quan tâm tới những cái link ở dưới này các bạn chỉ quan tâm tới cái link đầu tiên cho mình thôi đó thì các bạn ấn vào Ok ha. Thì nó sẽ tải về, nó sẽ tải về rất là đơn giản thôi các bạn. Các bạn ấn và nó sẽ tự động tải về. Rồi. Đây là phần cho các bạn nào chơi Rắc nha. Các bạn nào mà chơi Rắc á thì các bạn nhớ để ý phiên bản các bạn. Nếu mà các bạn chơi ở phiên bản cũ 0.14.3 thì các bạn nhớ là sẽ phải tải cái NCMS tương ứng với nó. Người ta có ghi đây nè các bạn. Đó. Thì uh, nếu mà ở đây mình ví dụ nha, nếu mà các bạn đang chơi WoBox 0.14.3 thì các bạn tải cho mình cMS 1.7.1. Các bạn nào mà chơi WoBox ở phiên bản 0.21.0 á thì các bạn có thể tải hai phiên bản NCMS này nha các bạn. Thì mình thấy chúng ta nên ưu tiên là cái bản mới nhất. Mới nhất phù hợp với phiên bản WoBox của chúng ta nhất. Ok ha. Rồi thì vậy thôi. Thì ý chính là chúng ta sẽ phải để ý cái phiên bản mà chúng ta đang chơi các bạn. Tại vì khi mà chúng ta chơi rắc á thì game sẽ không tự động cập nhật lên phiên bản mới nhất. Đó, nó có thể ở phiên bản cũ, nó cũng có thể ở phiên bản mới thì à, chúng ta sẽ phải tìm kiếm đúng cái phiên bản mà chúng ta đang chơi để chúng ta cài nha các bạn. Nếu mà các bạn đang chơi 0.21.0 mà các bạn cài 0.21.1 là sẽ không cài được đâu nha các bạn ok sau khi mà mình đã tải cái phiên bản ncms đúng với cái phiên bản wabok mà mình đang chơi á thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài ncms vào trong wabok nha rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm lại cái mục download của chúng ta à, rồi hồi nãy á, mình download về thì nó sẽ nằm ở đây nè các bạn tùy vào các bạn để cái địa điểm mà mình tải về ở đâu á thì cái file này nó sẽ xuất hiện ở đó nha thì ở đây á, mình để cái địa điểm tải về ở cái phần download thì nó sẽ xuất hiện ở phần download thôi ok ha nhiều bạn thì để download ở trên desktop thì nó sẽ ra desktop rồi vậy thôi nó nó còn tùy vô cái 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 sự cài đặt của các bạn nữa rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài nha bây giờ chúng ta sẽ phải mở thư mục đã cài game các bạn rồi bây giờ mình ở trên steam thì mình sẽ mở theo cái cách đơn giản nhất cho các bạn mình vào phần thiết lập nè chúng ta sẽ vào cái phần tiệp trên máy nè chúng ta sẽ mở thư mục ok rồi oh, đâu rồi đâu rồi đâu rồi. Đây. Đây là một cái tiệp game mới hoàn toàn luôn các bạn, mình chưa cài mod cũng chưa cài NCMS lên trên cái tiệp game này luôn. Cho nên á nó nó giống như các bạn mới tải game về vậy đó. Rồi ha. Ok bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài thôi các bạn. Bây giờ á mình sẽ vào cái phần download. Mình sẽ copy cái file này. Cái file này phải nén á các bạn. Rồi mình quay lại cái cái tiệp game của mình. Các bạn ấn theo thứ tự như mình nha. Chúng ta sẽ vào Webbox data nè. Rồi, streaming asset nè. Và mod. Rồi, các bạn dán Các bạn sẽ giải nén ở đây. À, đâu rồi? Extract here nha. Rồi, ok. Vậy cho nó gọn các bạn. Các bạn xóa cái file này luôn cũng được. Các bạn để cũng được, nó không sao hết á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào game để coi coi cái phiên bản NCMS này nó được cài trên Webbox của chúng ta chưa nha. Ok bây giờ mình đã vào game mà các bạn nó hiện ra cái bản mod này có nghĩa là ncms của chúng ta đã cài đặt thành công các bạn các bạn cũng có thể nhận biết bằng cách nhìn xuống đây nè các bạn nhìn xuống đây thì cái icon ncms nó cũng đã xuất hiện ở đây rồi mình ấn vào để mình quản lý file thôi các bạn mình quản lý mấy cái mod của mình á ok vậy là xong các bạn bây giờ chúng ta sẽ tiến tới bước cuối cùng đó chính là cài mod mình cũng đã nói về nguồn mod ở những video trước thì bây giờ mình sẽ nói lại ha mình có hai nguồn mod chính các bạn hai nguồn mod này là uy tín luôn á nó an toàn nè các bạn không sợ virus nè và nó luôn luôn được cập nhật và sửa lỗi rồi thì đây nè các bạn thứ nhất nó sẽ nằm trong cái trang discord của wobot các bạn đây là cái trang chính chủ luôn á rồi ok ha thì cái trang chính chủ của nó các bạn để ý cái cột bên tay trái nè các bạn kéo kéo xuống bình thường thì các bạn sẽ ở trên này các bạn sẽ kéo 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 xuống nó gần cuối các bạn nó sẽ nằm ở đây nè nó nằm ở phần mod các bạn ấn vào thì nó sẽ hiện ra bên này đó mỗi một như thế này là mỗi mod nha các bạn đó mỗi mod các bạn muốn mod nào thì các bạn ấn vào cái đường link ấn vào cái đường link ấn vào cái đường link đó rồi vậy thôi Còn những cái lưu ý khi mà cài mod á, thì mình sẽ vào cái trang tiếp theo rồi mình sẽ nói luôn ha Ok Bây giờ á Cái nguồn thứ hai á Nó sẽ là cái nguồn ở trang Banana Game Các bạn ấn lên cái thanh tìm kiếm trên Google á Cái cụm từ này nè các bạn Banana Game Go Box Các bạn ấn đó, các bạn ấn vào cái kết quả đầu tiên cho mình mình hay xài Google lắm các bạn Google nó giống như một cái công cụ gì đó nó thần thánh lắm các bạn mà nó đơn giản nữa đó rồi mình đang vào trong cái trang banana game các bạn rồi mình sẽ tìm kiếm cái mod nó ở đây nè các bạn các bạn có tất cả những cái mod ở đây ở phiên bản mới cũng có phiên bản cũ cũng có nhưng mà các bạn cài mod á các bạn phải để ý cho mình một thứ đó chính là phiên bản của mod cái phiên bản của mod này nó có phù hợp với phiên bản của game robot hiện tại mà các bạn đang chơi hay không nhưng mà nó cũng còn tùy các bạn nhà phát triển mod người ta ghi thì mình mới biết còn người ta không ghi thì chúng ta cứ cài chúng ta cứ cài đi các bạn còn không được thì mình gỡ ra thôi ok ha ở đây thì nó không có ghi các bạn ở đây nó không có ghi cái cái ghi chú là nó phù hợp cho phiên bản nào chúng ta thoát ra ha chúng ta sẽ tìm tìm cái nào mà nó có ghi chú á. Rồi thử cái unlock on trail này coi. Uh, ok, ở đây nè các bạn. Detail nè. Ở đây thì uh, người viết mod người ta có ghi cái phiên bản nè các bạn. Nó phù hợp với phiên bản 0.21.1 các bạn. nó có nghĩa là những cái phiên bản cũ hơn thì nó có thể crash đó các bạn, nó có thể lỗi đó. Rồi chúng ta chú ý tới cái này thôi. Chúng ta chú ý tới cái tới cái phiên bản các bạn cho dù các bạn chơi truck hay là các bạn chơi bản quyền thì các bạn cũng nên chú ý tới phiên bản để cho game nó hoạt động một cách trơn tru nha các bạn cài mod đó, đơn giản là chúng ta can thiệp vào file game thì um, những những cái người viết mod đó, người ta viết cái, viết ra những cái file như thế này ấy, nó sẽ phù hợp với những cái phiên bản nhất định thôi các bạn chứ nó không có biến hóa để nó nó phù hợp với tất cả các phiên bản của chúng ta đâu rồi vậy ha thì ý chính của mình muốn nói là chúng ta sẽ phải để ý đến phiên bản các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cài thử cái mod này nha các bạn. Mình sẽ cài thử cái mod này. ở trong cái trang Discord đó, thì nó cũng sẽ dẫn cái đường link tới cái trang Game Banana thôi các bạn. đó có nghĩa là trang này Game Banana nè. OK ha. OK bây giờ chúng ta sẽ kéo, kéo xuống một chút thì mình thấy ở đây nó chỉ có cài thủ công thôi các bạn rồi bây giờ mình sẽ lựa chọn một mod để hướng dẫn cho các bạn cài đặt nha bây giờ mình sẽ lựa chọn cái economy box này đi các bạn ấn vào sau khi kéo xuống tới một file thì chúng ta thấy hai cách cài đặt các bạn thứ nhất chúng ta có thể cài đặt bằng ncms bằng cách ấn một cái thì game sẽ tự động mở lên và sẽ cài đặt cho chúng ta luôn đây là cách đơn giản và đây là cách thủ công các bạn manual download các bạn ấn vào mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách manual download trước nha các bạn rồi bây giờ á các bạn ấn download cho mình đợi một tí thì mod nó sẽ tải dưới đây nè các bạn các bạn ấn vào cái chỗ chúng ta tải nha so folder thì nó cũng nằm trong cái cái phần download thôi ok ha rồi bây giờ chúng ta sẽ copy nó các bạn mình mở thư một game lên ừ, thư một game đâu Thư một gen của tôi đâu, thu một gen của tôi đâu, rồi mất tiêu rồi các bạn, mình sẽ phải mở lại, là biến kiếm đó, mình mở lại. Các bạn nào mà chơi rắc thì các bạn chịu khó tìm nha các bạn, hoặc là các bạn có thể chuột phải và file location giống như ở để mình ví dụ một một file cho các bạn. Đâu rồi, ôi mình mở nhiều tab quá xin lỗi nha. Rồi các bạn, ui ui, nữa nữa nữa. Rồi, ví dụ như là uh, cái phần mềm này đi các bạn ấn đây nè và các bạn open file location thì nó sẽ ra thôi các bạn ví dụ mình tại vì cái box của mình không phải là rắc cho nên là mình không có thể sử dụng được cách đó các bạn đó nó dính với steam của mình rồi cho nên là mình sẽ tìm bằng cách mở trực tiếp trên steam luôn các bạn ok ha bây giờ mình mở thư mục thì nó ra đây còn các bạn nào mà rắc thì các bạn sử dụng cách của mình hồi nãy á các bạn property nè các bạn open file location thì nó sẽ hiện ra cái chỗ mà chúng ta cài game thôi rất là đơn giản các bạn rồi sau khi mà chúng ta copy cái file nén hồi nãy cái file mod hồi nãy mà mình mới tải về thì chúng ta sẽ vào phần mod phần mod ngay đầu luôn các bạn các bạn khỏi phải vào box data nha nó sẽ hiện lên cái phần mod ngay đầu nè các bạn ấn vào rồi các bạn bắt vào đây cho mình đó rồi bây giờ chúng ta sẽ mở game coi chúng ta cài đặt xong vô nha mình sợ là nó bị lỗi đó các bạn mình sợ là những cái phiên bản sau này á nó rất là khó khăn trong việc cài mod ok bây giờ mình sẽ đợi game mở lên và mình chưa thấy gì hết nha ok nó hiện ra đây nè các bạn nó đã hiện ra đây thì có nghĩa là chúng ta đã cài đặt thành công để coi coi nè để coi coi nó cái tab nó nằm đâu mình vẫn không thấy cái tab nha các bạn không thấy cái tab của economy box mình cũng chẳng hiểu ok nhưng mà nó nằm đây rồi nè thì chắc chắn là các bạn đã cài đặt thành công rồi đó Rồi ok ha Vậy thôi à, Còn về à, Cái cách cài nhanh bằng NCMS á Thì hồi nãy mình cũng có đã thử mấy lần rồi các bạn Nó bị lỗi Mình không thể cài được luôn các bạn Mình không thể cài được luôn Cho nên là Chúng ta sẽ phải đợi cho game nó ổn định lại Bởi vì game nó mới được cập nhật các bạn Có thể là game nó sẽ không có Có ổn định cho việc cài mod đâu chắc những cái phiên bản cập nhật sau này thì nó sẽ ổn định hơn ha. Rồi đơn giản như vậy thôi các bạn. Thì mình cũng sẽ tóm gọn lại nội dung từ hồi nãy tới giờ nha. Để cài được mod, chúng ta sẽ phải trải qua ba bước. Thứ nhất, chúng ta sẽ phải mở cái chế độ mod trong game. Thứ hai, các bạn sẽ phải cài đặt NCMs. Thứ ba là các bạn cài mod. Và một số lưu ý đó, đó chính là phiên bản NCMs nào. Nó sẽ phù hợp với cái phiên bản Google box nào á, thì các bạn phải lựa chọn nha các bạn. Các bạn phải lựa chọn một cách chính xác nha. Thì các bạn mới cài được NCMS trong game. Rồi, còn về mod á, thì ở những cái phiên bản mới nhất bây giờ á. Ở thời điểm hiện tại là phiên bản 0.21.1. Nó rất là chưa có ổn định cho việc cài mod nha các bạn. Nó rất là chưa ổn định luôn. Nhất là việc cài mod 1 lít á. một lít cài nhanh á các bạn. Thì uh, nó cũng thường hay xảy ra lỗi lắm cho nên là mình khuyến khích các bạn cài theo kiểu thủ công giống như mình hồi nãy copy file và dán trực tiếp vào file game luôn như vậy thì nó sẽ chắc ăn hơn ha rồi và mình cũng muốn giải đáp luôn cho các bạn nào mà thắc mắc về việc cài mod trên di động đó các bạn thì trên nền tảng di động thì chúng ta có hai hệ điều hành chính đó chính là Android và iOS thì trên cả hai hệ điều hành này vẫn chưa thể cài mod nha các bạn ở thời điểm hiện tại mod vẫn là một đặc quyền trên pc còn sau này cài được hay không thì mình không biết rồi vậy thôi các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy để lại cho mình một like một subscribe nha còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn chúng ta tiếp theo